quý vị và các bạn, một sự việc đã xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay ngày 9 tháng 6 tại chung cư Park 8 thuộc khu đô thị Tham City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Cụ thể thì thời điểm này, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn dưới sân. Tới kiểm tra thì họ phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới sân, nghi ngờ là rơi từ tầng cao của chung cư. Đại diện công an quận Hoàng Mai cho biết đơn vị đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra sự việc. Bước đầu thì công an xác định nạn nhân tử vong do rơi từ tầng 18 chung cư Park 8 Tham City. Trước đó người này có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp tục bản tin là những thông tin đáng chú ý khác. Giá xoài hiện xuống thấp nhất từ trước đến nay. Xoài xuất khẩu chỉ có giá từ 3.000 đến 3.500 đồng một kg, hàng chợ tiêu thụ nội địa chỉ còn 500 đồng một kg. Với mức giá bán 500 đồng một kg, tính ra người nông dân không đủ tiền công hái. Do đó nhiều gia đình để cho xoài chín rụng xuống làm phân vi sinh. Theo thống kê của xã Đắc Gằn, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông, toàn xã hiện có khoảng 1.000 hecta xoài các loại, trong đó có khoảng 700 hecta đang cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 15 đến 20 tấn mỗi hecta một vụ. Về lâu dài, địa phương đã có kiến nghị với các cơ quan chức năng kêu gọi các doanh nghiệp có chế biến sâu về cây ăn trái để từng bước khảo sát tiến tới đầu tư. Địa phương cũng vận động người dân cố gắng chăm sóc, giữ vườn cây cho những năm tiếp theo. Với thép cuộn D6, D8 của các thương hiệu Hòa Phát, Pomina, Việt Nhật, Việt Đức, Việt Ý, thời điểm cuối năm 2020 chỉ có giá 12.000 đồng một kg, thì nay đã tăng lên 18.000 đồng một kg, chưa bao gồm VAT. Không riêng giá thép, giá các vật liệu xây dựng khác như xi măng, gạch, cát cũng tăng từ 10 đến 30% do cước vận tải tăng. Chi phí cho phép chiếm khoảng 20 đến 25% chi phí xây dựng căn hộ chung cư và khoảng 30% chi phí xây dựng căn liền kề. Giá thép tăng cao cùng với các chi phí khác đã đội giá công trình lên khoảng 15%. Dự báo đến quý 3 và quý 4 năm 2021, việc tăng giá sẽ tác động vào giá bán các sản phẩm bất động sản. Trước tình hình này, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thép có biện pháp kiểm soát để giảm tác động tăng giá thép tới sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Hiện Bộ Công Thương đã rà soát và xây dựng các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Dự kiến sẽ hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho hơn 3.450 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch đợt 3 trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên. Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 tới. Trước đó, trong hai đợt giảm giá điện, giảm tiền điện vào năm 2020, đơn vị này đã triển khai hỗ trợ hơn 4 triệu khách hàng, tổng số tiền là 1.363 tỷ đồng. Chị Trang và nhóm bạn đã không ít lần phải hoãn kế hoạch đi du lịch do dịch bệnh COVID-19. Thay vì lựa chọn những nơi đông người, hiện nay chị ưu tiên những địa điểm gần nhà, gần gũi với thiên nhiên để vừa có thể nghỉ ngơi, lại vừa có thêm những trải nghiệm mới. Thường là sẽ cố gắng cân nhắc và lựa chọn để trong một cái khoảng thời gian nhất định thì sẽ cùng nhau đi thư giãn ở những cái vùng ven Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi thì rất là mong muốn có thể tìm thấy một cái khu nghỉ dưỡng mà nó vừa phải về khoảng cách với thủ đô, nhưng mà nó là sẽ có một cái dấu ấn riêng, một cái chất riêng về mặt không gian kiến trúc, đặc biệt là nó phải gần gũi với thiên nhiên, vì thực sự là việc mà mình quay về với thiên nhiên ấy, nó là một cái nguồn năng lượng cực kỳ tuyệt vời để cho mà mình tái tạo được cái sức lao động, sức sáng tạo của mình. Mình thực sự là thư giãn và thanh bình quay về với thiên nhiên. Cũng như chị Trang, nhiều người đang lựa chọn các khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô, gần trung tâm thành phố để cả gia đình cùng nghỉ ngơi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều phức tạp. Mình sẽ chọn những cái vùng ở ngoại ô, nó đơn giản như là ở Ba Vì, ở Hòa Bình hay ở Sóc Sơn. Nó ngắn ngày, có thể 2 ngày một đêm và cũng có thể là chỉ trong ngày thôi. Nên và kèm theo nữa là các gia đình sẽ tự nấu tự nướng với nhau, sẽ đi thành hai nhóm, một là đi gia đình với nhau, hai vợ chồng, hai là đi với một nhóm bạn, ba là đi với công ty của mình. Nên những cái nhóm đấy thường là thuê một căn nhà riêng hoặc là một cái phòng riêng và rất ít người, càng ít người thì càng tốt. Nó mang lại sự yên tĩnh cho mình nhiều hơn. Theo các chuyên gia, nghỉ dưỡng đã trở thành nhu cầu tất yếu của mỗi người. Dưới tác động của dịch COVID-19,
trải nghiệm nghỉ dưỡng mới đã ra đời và dần hình thành như một sự tất yếu, góp phần thúc đẩy con người hướng tới không gian thiên nhiên nhiều hơn. Trong cái điều kiện mà nó khó khăn như hiện nay của cái dịch bệnh thì rõ ràng là một số gia đình đã tìm cái cách là di chuyển bằng cái phương tiện riêng của mình đến những cái khu vực mà nó có cái cảnh quan thiên nhiên môi trường phù hợp. Có thể là có sông, có suối hoặc núi đồi, hoặc là ở những cái vùng mà nó tương đối ít người, để từ đó có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa có thể thực hiện các cái đoàn tụ gia đình mà cũng giảm được các cái bức bối ở các cái đô thị. Và chính đây là một cái trào lưu mới xuất hiện trong cái thời gian gần đây, và nó cũng được các cái doanh nghiệp để tâm đến. Để đào tạo được một con lượng con người có đủ cái năng lực phục vụ cho khách hàng cao cấp hiện nay ở khu vực ngoại ô Hà Nội đang là một trong những khó khăn của chúng tôi. Và để khắc chế điều đấy thì một trong những cái hướng đi của chúng tôi đó là hợp tác ngay với những đơn vị quản lý dịch vụ quốc tế. Họ sẽ là người mà đưa ra những hệ thống quy chuẩn dịch vụ và đào tạo nhân lực ngay từ thời điểm này, để trong vòng khoảng tầm 1 năm nữa đến 2 năm nữa, những khu du lịch chúng tôi đi vào hoạt động nó sẽ đã đáp ứng sẵn các tiêu chuẩn quốc tế về con người, về quy trình, về thiết kế, về những cái tiện ích dịch vụ. Và tôi cho rằng là với cái hướng đi đấy, nó sẽ tạo nên một cái hệ thống dịch vụ nó không chỉ là tốt ngay tức thời mà nó còn giữ được cái sự ổn định bền vững cho cái việc vận hành về lâu dài nữa. Các chuyên gia cũng dự báo sự dịch chuyển trong du lịch nghỉ dưỡng sẽ là xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong thời gian tới. Việc đón đầu sự dịch chuyển này vừa giúp cho doanh nghiệp thích ứng để tồn tại, vừa là đòn bẩy để phục hồi ngành du lịch trong nước sau đại dịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. COVID-19 tiếp tục hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới với các biến chủng khó lường. Những con số kỷ lục liên tục được ghi nhận. Những hình ảnh hơn cả sự đau lòng. Cùng với thế giới, Việt Nam cũng đang nỗ lực phòng chống, chung tay đối phó với COVID-19. Đồng hành cùng cả nước, bản tin COVID-19 của VTC Now sẽ mang tới thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế. Hình ảnh trực tiếp từ những điểm nóng trong và ngoài nước với phần kết nối của phóng viên hiện trường và còn nhiều tin tức đáng quan tâm khác. Tất cả sẽ có trong bản tin COVID-19 trên VTC Now, trực tiếp trên trang điện tử VTC Now, kênh YouTube VTC Now vào 7 giờ và 19 giờ hàng ngày.